Dạ, Vũ An Giang xin chào tất cả các anh em trên YouTube mình ha. Tết đến xuân về các bạn ơi, chúc các bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc ha. Hôm nay Vũ lên clip về một chiếc Full Chanel FI 2008, biển số đẹp, số cặp 15577 ha. Để xe tình trạng là máy gớt nhưng mà máy chắc, 27.500.000. Máy chắc nịch ha. Máy giữa còn, gớt đầu, gớt nồi. Máy giữa còn. Máy chắc nịch. 27.500.000. Áo gin, ốc tán gin. Đó. Anh em đã thấy được thì kết thì alo ha. Thì bây giờ xe 28 thì máy gin nó tầm hết 38 triệu. Là mấy có xe máy ngon ha. Ở đây máy gớt thì nó 27.500.000. Áo đây, áo vẫn áo gin theo xe. Áo gin, bô gin, lóc bạc, đầu gin theo xe, áo tán gin theo xe. Mâm đầu gin luôn. Nguyên hình nguyên xác máy ngon. Giá 27.500.000. Rồi ra đi. 27.500.000 nha các bạn. Bịch bô ha. Bịch bô máy em ghẹm luôn, không bắt được tầng sóng luôn nè. Chỉ nghe tiếng bét thôi ha. Xe đang hoạt động tốt, anh em là muốn mua về sử dụng cũng được, hoặc là anh mua anh em là mua về máy gớt, anh em nào mua về dọn qua y cũng được ha. Máy gớt nhưng mà máy ngon, người ta đã làm sẵn cực kỳ rồi ha. Máy rất là chắc. Tán viên. Một cua trà. Lóc lạc viên. 27.500.000. Cá đèn cũng là nước cá đèn kia nên các bạn không có đánh bát tại ha. Áo viên theo xe. Anh có men kia máy gớt mà 28 mà men bán 28 29 rồi nó không có hợp lại ha. Này 27.500.000 hợp lại hơn ha. Máy gớt nhưng mà máy ngon. Nội thất bên trong cũng sạch sẽ. Cản với phụt này có sơn nha các bạn. Cái cản với phụt này có sơn lại ha. Còn mấy cái kia là đầu tiên nguyên bản. Rồi mấy ngon đem quay lại bên kia cho anh em tham khảo, dắt lên bên tay trái ha, bị cho nó anh em nào thấy được thì điện để được sở hữu cái xe này ha. Số điện thoại để trên màn hình nha các bạn. Giờ thì quay bên tay trái này cho anh em mình tham khảo ha. Xe này được con số đẹp nha các bạn. Ốc tán rồi còn sáng ha. Một cái chờ cà te con nữa sơn nguyên zin nè. Máy ngon, được cái máy ngon, máy gớt máy ngon, tại đó là máy thẳng ha. Anh em nào có muốn dọn quay y lấy chiếc này dọn quay y là tuyệt chiêu ha, sơn lại. Tại mấy anh kia chợ mới mình cũng xài cái loại này hoài đó. Lấy phun chờ nè, dọn lên quay sơn nguyên áo, giờ sơn tuyệt chiêu lắm qua. Sơn giờ tân tuyệt chiêu lắm, sơn áo là 900.000 hay triệu vậy. Dán cái tem mấy trăm ngàn đó là thành quay sơn máy, sơn bột, sơn lốc máy đồ lại ha. Mua đồ đèn, mà ta thay mặt nạ. Máy thì máy có làm máy các bạn, ốc đầu có dấu xiết nha. Có làm máy. Nó ốc đầu dẹo đó có dấu xiết ha. Hai 27.500.000. Rồi nguyên hình nguyên xác đại khái thì em nói là vậy ha. Cũng đầu gin theo xe nguyên bản.
Rồi anh em nào thấy được thì alo ha. Cũng còn kiếng, chìa khóa rồi cũng còn đầy đủ. Áo ghim, máy ghim, máy chắc. Rồi khá là ok. Rồi hẹn anh em ở lại clip mới ha. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.